Hành động, cả team lại sống. Trời ơi, cho anh em không đẩy, đỡ thằng đẩy thằng dám. Ôi, tự nhiên dùng anh tiêu. Quên lên cái đồng hồ rồi. Long Nguyễn, tại sao lên giải kháng vậy anh? Muốn giảm hiệu ứng em. Ashley nó chết đâu đó. Các me nó nè. Nó trẻ về không? Đây rồi. Ui. Enemy double kill. Ally slain. Enemy is legendary. Aced. Nexus is under attack. Trời ơi. Nguyễn Thế Đức, meeting anh gần qua tố nó. Thua là do mình không có thực lực thôi mà. Toàn thế nhỉ. Nguyễn Trung, bài anh em mở hết lên rồi sụp muôn. Bài anh em mở hết lên rồi sụp muôn. Ok Trung ơi, cảm ơn em nhé. Tờ bắn toan. Toan quá trời toan. Ngô Tuấn, nheo đánh Yasuo như cái đặc cầu. Đặc cầu là gì? Khải Hà Le, nghèo chết phát óc luôn chưa kịp qua chửi. Em chơi với đi cay mà. Nguyễn Thanh Dương, anh Vũ chơi cùng ai đấy? Chơi đi cay đấy, AD đấy. Vừa đánh AD đấy. Tuấn Dương, rồi chắc Lucy hay mà cứ chửi nó. Ai chửi? Nãy ai chửi? Nãy ai chửi đâu? Ai chửi gì đâu? Nãy ai chửi? Thấy ai chửi gì đâu? Tuấn Dương, bảo viewer mà. À. Đó trận này trận kia anh em. Thần thánh gì đâu.
có người chặn này chặn kia thôi. Ngô Tuấn, Nghèo đánh Yasuo ngoài bố cái rồi ra còn lại như cái đồn lầu. Chặn này chặn kia thôi mấy ông ơi, game quan trọng gì. Vui vẻ thôi. Ai rồi cùng nghỉ game à? Ai nghỉ game đâu? Tại sao ai nghỉ game? Có người nghỉ là sẽ có người chơi em ạ. À. Luôn luôn sẽ có cung và cầu, nó chi là nó rất là cân bằng em ạ. Sao bây giờ nhiều mắt vậy? Hồi nãy có 2 mắt, sao hai mấy mắt bây giờ lên nhiều mắt vậy? Ui, đâu tự nhiên lên 60 mắt luôn á. Ngợp á anh em. Lên nhiều mắt quá tôi ngợp á. Trời sân thì quái lắm, yếu vậy ta. Cảm giác nó yếu vậy trời. Bao giờ anh nghỉ vậy? Nếu như anh có một cũng chưa biết. Ask questions while punching. Nghĩa ý mà, skin loạn thì anh hùng dựa luôn. Thế âm thanh nó dở lắm này. Mà nay đổi giờ like tối anh kia là anh tối view cao hơn. Con anh bị bóp tương tác giờ anh like giờ nào cũng bị thôi mà. Bay bị bóp tương tác nên là like giờ nào nó cũng ấy cả. Bích Nhung, lúc mới coi lúc nào cũng chờ đến ngày nhiều comment quá không đọc hết. Tại mình có nhiều comment đâu, tính anh trả lời comment hết đi chứ. Này mình có dụ nhiều comment đâu, lâu lâu sót vài cái thôi à. Có khi Facebook nó không hiện nữa, chứ không phải là sót. Tuấn Dương, họ y sư 200 mắt là BTKKK. Skin này khi nào bán nhau hả? Ui nó không bán ở đâu anh em ạ. Tết mà nó không mở là anh em hiểu là nó không bán rồi. Anh em mở rương Boro hên xui có đi. 200 mét là bình thường, đâu có đâu, tôi đã lên được 200 mét đâu anh em. Ấy là mắc kiểu duy trì á, chứ không phải lên một cái rồi rớt thì đó làm gì. Ý là mắc duy trì luôn cơ, để lên được đâu. Trăm mét thì có, trăm mét thôi chứ làm tới 200. Here I come to save the day. Bích Nhung, ý là chờ đến ngày nhiều comment anh đọc không kịp. À, hiểu. Ngày đó căng. Hy vọng mong manh. Who needs a beat down? Âm thanh đó là cũng hay lắm. Skin này âm thanh mình thấy nó dở chỗ âm thanh đấy. Mới mình chơi con tướng này là mình chỉ thích cái âm thanh thôi. Âm thanh của siêu phẩm nó hay, kể cả thuyết tinh âm thanh nó cũng dở. Làm âm thanh là đấm mà làm cái âm thanh nó không lực gì cả. Đấm nghe nó cứ tù tù cái gì á. Skin đây là nhìn hiệu ứng thì lực á, nhưng mà đấm nó là không lực. Đấm như đấm gạt. Ngô Tuấn, từ cả tháng từ là ba ớt ra skin mình dựa bự ả. Ờ đúng rồi. Cái tháng tư là có skin bự ả.
giống như cái bộ đồ chơi á. Nhưng quan, bộ này âm thanh nghe cứ bị nặng nề. Trời ơi thằng Jet, mày giỡn tao hả Jet? Trời ơi thằng Jet nó giỡn tôi gì, nó đứng ở đánh cà rép không? Trời ơi, pin gun mình vô thì nó lại đúng. Em đợi cái gắt kiệt tinh nè. Ê, thiệt quá thằng này thiệt. Nguyễn Thịnh, giáp ơi giáp à. Trời ơi, phi hồ thế thì chết nữa rồi. Phi vào mắt người xem quá vậy. Má con nó đằng kìa. Trời ơi đấm cái trụ không xuyên được trời. Dứt bố tiếng con đầu. Nguyễn Thịnh, có ơi chắc vệ binh tinh tú thì sẽ có cơ hội hết sức anh hoàng. Ôi thằng chết. Đù má. Bottom turret is under attack. Nghĩa ý mà, đấm trụ nhầm người anh hay gặp lắm kkk. Đồng. Ngô Tuấn, sắp 5 triệu bỏ anh vô. Nữa hả trời. Top turret is under attack. I don't need a plan. On my way. Attack the dragon. Tính như game đừng háng hay gì mà kêu tao phế cũng được. Rồi còn nữa tôi nói. Thằng Jet thiệt luôn hả? On my way.
Dẫn lại rồi. Let's get to the fun part. Mất chủ nghĩa rồi, chủ nghĩa rồi. Danger. Kịp rồi. Middle turret is under attack. Turret lost. Quên mình bị nó giết quá. Let's get cracking. Thằng ló ra là giết nè. Cứu tôi quá rồi. Giết để rớt cả. Cùi nó đồng hồ sớm này. Em ơi, chết ra. Hồi xong. Enemy rampage. Shut down. Không phải sớm. Nguyễn Thịnh, hỏng hết cơm cháo. Sắm con giác đẩy được cứ đẩy đi, con bắt tổng này cũng mày gì. Cầm giác mẹ không biết ngõ đầy lĩa mà cũng không biết ngõ combat nữa. Tệ. Nó không biết đại lễ mà đi chung luôn không biết, nó không biết ở điều lính sao đại lễ được. Quá tam ba bẩn thôi anh. On my way. Đây đây ngay. Rồi. Here comes the punchline.
be down. Bottom turret is under attack. The enemy team has slain the Rift Herald. Let's get to the fun part. Who needs a beat down? Enemy slain. Ally slain. Enemy slain. On my way. Attack engage. On my way. Attack Baron. Tất cả ông bà rồi mà đa mấy ông mà ơi. Ôi mất bà rồi kìa. Ơ gì vậy trời. Trời ơi. Báo. Bãi cả ngàn không thu thu luôn. Báo. Thua luôn chứ. Nghe gì không? Nguyễn Minh Hùng, Điện Biên, Mạc Quỷ Trái Nước. Báo thiệt chứ. Inhibitor turret is under attack. Ô tiếng nha, báo thủ á. Hiến Liến, vừa vào thấy mát 3R với anh Giang. Killdover's finest. Trời ơi. Nó về nè. Ok em ơi. Thì nó là ghê được không ta? Gì vậy em? Tính thì thôi. Được của anh xài tác động mà anh đánh vi tác động bất chợt mà
ally slain. Em tưởng đắc thắng. Hồi trước à, từ ngày cái đắc thắng nó sửa lại không lên creep nữa nên anh bỏ cái cuốn rồi. Trời ơi thằng Jack thông minh, má thông minh ác. Cậu làm gì không? Ủa em đi cây. Má cái gì vậy trời? Sao lại R vào thẳng vô tim nó vậy? You have been slain. Shut down. Trời ơi mẹ. Turret lost. Tiến liến, thua sàng vậy. Mày thằng Jack nó đã đần rồi, thêm vậy nữa. Thiệt chứ. Nghĩa ý mà, hai game nào cũng hết. Chán thiệt chứ. Đào Quang Anh, má à thế mà thua được. Em tiêu dữ quá, chết, nghĩ sao em bay giữa tim địch đi trời. Mất Baron nó cũng đâu ép được đâu, mất Baron là tôi sai, nhưng mà cái phe Baron hết Baron rồi, tim vẫn còn lợi thế mà. Nguyễn Thịnh, thua vớ va vớ vẩn. Chán vai. Ô thằng Jack nó đần, đừng có đánh theo nó. Ê, gì nãy giờ toàn thua ngược không ta? Ngô Tiến Sĩ, giác lên bố toàn đi chắc. Giác nó biết chơi game đâu, nó như trắng quý đùi mà. Nên nên ganh cho nó hai phe là thấy nó ngơ ngơ là hiểu rồi. Thiệt, trời ơi má, con nó chơi game nè. Má nó sát thương trụ mười mấy nghìn mà sao trận này nó không biết ngỏ đây trụ trời. Vậy là này nó chơi game mà team làm hết, nó chỉ việc chơi với trụ thôi mà nó cũng không biết ngỏ chơi nữa kìa. Minh Quang, ăn với đi bút trụ. Chơi game kiểu team làm hết đấy. Nếu thường à, nếu mà đi bút trụ là vàng nó cao rồi, chứ không phải số vàng tệ như vậy đâu.
Đáng cái gì? Tôi mấy game liền luôn rồi, 3 game rồi. Gì ta? Hồi nãy giờ đánh mấy game ta? Hồi nãy giờ đánh 4 game rồi, thua 4 game rồi mấy không ạ? Đánh gì chán sao? Mấy thằng nó chơi game nó có tư duy đâu vậy? Nhìn chán đời phải. Thì mấy điều cũng kiểu chán đời phải không? Long Nguyễn, ADC này hay lắm anh. Nữa. Thôi. Không tin ai nữa. Tao còn thế nhỉ? Long Nguyễn, win chắc rồi. Trở lên được cu thảo hả? Có tiền là được em ạ. Báo thụ. Nửa đêm nửa hôm mà cũng đi báo cho được má thiệt, đi ngủ bớt đi mấy tre. Đỡ người hay ở lại được không? Gì mà báo sao mà báo. Bực cái mình. Tôi xin Riot cho tôi 1-5 luôn mẹ. Thấy bị kê rạch này tên đi 200 win rồi. Đội chơi ghi không được tốt nên chuyển sang Diana à anh? Đâu đánh vì không gánh nổi chứ. Tính ra không phải tướng carry mà Diana carry được. Chứ tính ra đánh vi trận nào cũng thanh mà. Lúc đầu hơi thọt mà về sau xanh mà. Tiền có bao giờ thua rừng địch đâu. Tuy là team thua mà anh tiền anh đâu có thua địch đâu. Thọt nhưng mà không có thọt tiền anh em ạ. Cái KDA nó xấu thì xấu nhưng mà tiền thì mình không nên đỡ thọt tiền đó. Team địch lay má phải cái team địch team lay mạnh vậy. Má mình phải có đồ sớm hơn bọn này chứ không là thua nha. Điện nó mà lay thì thua, không bắt được ai ấy, kiểu không biết bắt ai luôn á. Má team nó mà có đồ là mình không biết bắt ai luôn anh em. Thằng nào cũng có khả năng đang khủng á. Chẳng lý đi bắt thằng Sen với thằng Red. Long Nguyễn, team nó combat đẹp. Không, team nó combat nó đâu đẹp. Team nó đánh mạnh thôi chứ. Team nó cover nhau mạnh. Team nó là team cover nhau mạnh. Chứ đâu phải hubo combo gì đâu. TF bán trước đó. Nguyễn Thịnh, TF bán trước nhìn. Quay lại cua này. Danger. Chosen of the moon. On my way. Slain. Enemy kill. Ally slain.
Đấy. Má đánh sao mà nó còn ké cái ấy luôn, nó còn ké flash luôn chứ. Chuối. Ui không tới nữa. Ui sống kìa. Ui thôi xong rồi. Cái quy mình đã không tới nè. Mùa 8 có khác hả? Đứng cầu số 8 luôn. Olaf bị xe nó quýnh là sao trời. Thất mắc quá à. My eyes are open. Liên quan, trận này anh gánh còng lưng. Làm sao rằng xe nó mất vô anh bộ rồi đó. Còn vô anh bộ đố ra anh được. À, nghĩ gì trời. Sao Olaf lại đỡ con xe nó nhơi như vậy được ta. Vô lý. Thôi vô lý. Con Olaf và con Chumi thì giờ hơi meta. Đâu vừa biết chơi vẫn đánh Olaf con lắm hay chưa? Hoàng Lưu sắp đi lên những đội anh Vũ ơi, không còn được xem anh live nữa rồi. Bẻ tháng quân trường thôi là được rồi em. Đi lên nó không có biết câu lên đó nó trẻ về sao, lên nó còn khám lại nữa em ạ. Đi lên chỗ đó nó còn khám lại một lần nữa. Nhưng quan xe bước đầu cũng khỏe mà anh. Không ai đánh với tôi vậy. Ra. Má một mình tôi quậy bốn đứa. Con rồng kia. Nguyễn Thị có mùi hơi toang. À, một mình tôi làm bốn đứa phía sau luôn hả mấy ông? BK double kill.
Double kill. Enemy slain. I cannot turn back. Bottom turret is under attack. Enemy turret destroyed. Turret lost. Nguyễn Thị, bạn mà nhìn. Tên nó nhơi trước mặt hai ổng luôn rồi trời. Không giết được luôn chứ. Nguyễn Thịnh, ván sau chơi Diana huyết nguyệt được không anh? Gì vậy ta? Nguyễn Thịnh, Diana pháo hoa với huyết nguyệt thì anh thích cái nào hơn? Pháo hoa rồi em ạ. Huyết nguyệt chán rồi. Đánh luôn nha, đánh luôn nha. Thì còn láp á. Nó khờ. Turret lost. Mình đóng cái flash xà mày trời. Đi đi kia 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 đi. Flash gì ta? Tôi cũng hiểu tôi flash cái gì nữa. Tàn thiệt. Rồi mình đứt nha. Mình đứt nha. Cắt liền nhiều tiền hơn bên luôn mà. Nhưng quan hai trận gặp top đỡ rồi. They would not on my way. Mình đứt đánh bộ đồ hình lên TV thì ăn thua khoáng vẩy thêm sao. Nó nhìn từ cổ lát nó bật anh tiêu là biết nó khờ rồi anh em ạ. Ôi chơi game mà bắt game gì em. Thiệt nhìn từ cổ lát này chán, đúng chán luôn ơi. Trời ơi nó lên đồ thông minh. The enemy team has slain the Rift Herald. Ôi tôi lui ra cát rồi. Giống thằng áo cầm hai cái gì retreat from the dragon. My eyes are open. Ê, xe nó đứng cho mày tụi nhau. Mình biết, vai cho em đi anh xuống. Giết nó kìa ổ láp. Ơ bủa nó. Ơ kìa bủa. Trời ơi nó là con Thread mà mày. Bủa nó. Hút máu đâu.
Ui. Bottom turret is under attack. Embrace the night. Trời ơi, còn tới gần nửa cây máu luôn, chạy cha. Mẹ đã kéo hủy flash mà sao không hủy được cái. Ủa gì trời. Mua tuần, cô máu của nó rồi. Ủa luôn cho mẹ thiệt cái tình mấy này. Bọc cái mình thiệt luôn á bay. Nhưng qua, ai mua FL của anh Vũ đến lộ nguyên hình đi. Ngô Tuấn, chỉ cần bạn có mặt thắng thua không quan trọng. Nguyễn Thịnh, game này thua tại thằng top. Chết. Địch thủ được tới đây rồi cũng đỡ, nó lấy được trụ thì chịu à. Đã công thủ tới đây rồi. Lao ra là cũng mẹ gì. Không hiểu mấy này nó lao ra làm cái gì ta. Trời ơi, đã thủ được lính rồi, nó hết Baron tới nơi rồi, vẫn lao ra cho chết được. Mẹ. Gì trời? Trời. À. Khờ cũng khờ vừa thôi chứ. This is not what I meant by immersed. Minh Quang, đỏ lòng. Khờ sao mà dành khờ hết phần người khác kia trời.
Minh Đức, anh vô chết em đi cho lấy lại tinh thần. Chết gì cơ? Thiệt mấy thằng này luôn á. Nữa. Sao tối nay gặp không vậy trời? Gặp hai trận không chứ không chịu một trận chủ nha. Chủ hiểu DNS, ai cho anh gửi ít màu xanh hy vọng đi. Đáng quá. Minh Đức, lên ít người chơi. Nguyễn Hải Đông, anh vô có cần em vào đi top không, em uy tín luôn. Thôi Hải Phải Đông ơi, nhà đẻ quá nghĩa là gì, ưu chiều sao biết được. Cần em vào cổ vũ không? Cho đêm khuya thanh vắng hoặc lòng pháo thủ thì trời. Em xem nay stream ấn like, ấn cho mình xin một like mọi người. Biết đánh thì đánh, biết con Garen đi cũng được trời. Thì mấy ông ra trái lên thì mấy ông cứ đóng đỡ đòn vô. Biết con Olaf rồi fit như một cổ máy, không biết đánh con Olaf nhìn nó tù lắm. Con Olaf mà ông nào không biết đánh nó còn thua kẻ cái con gì nữa. Nó còn thua kẻ con Mr. Tên nữa, nó tù. FL sai góc đánh. Phải không? Phải sai không? Thì con Olaf mà không biết chơi là tôi nó tù còn hơn con Mr. Tên nữa. Con Mr. Tên thì mà mấy ông còn có anh tiêu bắn cá đam với con Olaf nó tù thì mấy ông bật anh tiêu rồi mấy ông chết làm gì đâu. Welcome to Wild Rift. Minh Đức, mấy thằng kết em ép toàn mấy thằng vui hành bọn rank thấp. Anh cũng đánh mít vào tôi nè mà. Mít vào tôi liên quan gì anh. Anh đang nói về sự kém cơ động em ạ. Minh Đức, em gặp thằng MF trong top 10 đánh dốc thì thua rồi. Giờ này còn tin vào top tướng em. Đâu phải top tướng thằng nào cũng đánh hay đâu em ơi. Không phải cứ nằm trong top tướng là đánh hay đâu em. Nay dịch vụ nó có dịch vụ top tướng mà. Có tiền là có top em ạ. Minh Đức, em gặp nó toàn thua gánh không nổi. Phải có tấp tướng này đâu ngồi anh em. Minh Đức, anh tưởng nó win nhiều lên được top 1 mà đánh như thằng KC. Hiểu à? Danger, em danger, hiểu ý anh à?
dangerous. Embrace the night. They need me. Bệnh cách nào mà con chiếc tờ phép nó tỉnh vậy trời, vô lý. Hài hà lê, mãi hướng hay con vậy anh. Có tay rồi. Dây nó chơi game nó tỉnh vãi cái xít ra đi mà. Cái thằng dây nó tỉnh. Vô lý đâu, vừa nhanh nó mất lá chắn xong ra quê thì bố nó không dám lên farm. Đâu nó đứng nó farm từ nãy nó đứng rồi đánh với con zit nè, xong rồi tôi mới lòi thì mới nó đi về, là tôi vừa về là nó bắt đầu nó ra lại hay nhạy bén. Middle turret is under attack. Allies slain. Attack this champion. You have been slain. Top turret is under attack. Minh Quang lại có điểm rồi. Cái gì mà lao lên cho nó combo chết là sao ta? Minh Đức, tim nó nhiều củ cải, game này khó. Bánh cái tiền mít mình đâu ta? Đây anh á, cái nữa rồi, rồng luôn. Ai tham mấy thủ lĩnh ơ kìa. Má đi về thì chịu ạ. Minh Đức, chắc nó đi anh. Bin mệt. Embrace the night. Ôi trời ơi ông ơi là ông. Giết bóc quay. Minh Đức, tụi này nó không biết đánh đâu. À, nó dồn hết vô mình rồi chứ. On my way.
My eyes are open. Ủa tìm đâu? Enemy double kill. Ally slain. Minh Quang, 5S thẳng tiến. Bottom turret is under attack. Top turret is under attack. Trời ơi. Minh Đức, bên nó vậy mà anh. Cannot turn back. Danger, danger. Blind to the truth. They would not listen. Danger.